Hello, mô hình nuôi lươn mới, mến chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái chủ đề là mình thay dây ha các bạn ha, thay dây trong cái buồng lươn hay còn gọi là giá thể. Thì trước khi mình quay cái phần thay cái giá thể, mình sẽ quay cái phần nguồn nước cho các bạn xem trước ha. Thì các bạn thấy cái nguồn nước của mình không? Đây cái nguồn nước mình bơm lên, mới bơm. Còn cái buồng bữa nay là bơm lên 2 ngày. À, thì các bạn nhìn thấy là cái nguồn nước của mình mới bơm lên nó có màu gì các bạn, màu xanh luôn á, nè, màu hơi xanh xanh tím tím, các bạn nhìn thấy không? Đó, cái nguồn nước này là nguồn nước phèn các bạn ha. Ở vùng mình thì nguồn nước phèn, do cái cây nước của mình chưa có khoan mới, cho nên mình sử dụng cái cây nước cũ, cho nên nó mới có phèn thôi. Đây, để rõ hơn nữa là các bạn nhìn thấy nè, nó có một cái lớp ở trên, lớp bán ở trên nè, là nó có màu vàng luôn các bạn. Cho nên mình thấy là nước mình phèn dữ lắm luôn. Nhưng mà phèn thì không sao ha, lươn mình nó sống được quen với cái môi trường nước này rồi. Đó, đã đây mình lắng 2 ngày, còn bữa nay mình mới bơm. Thì trong 2 ngày như vậy là nó sẽ lắng xuống dưới đáy, nó không còn phèn nữa. Trở lại vấn đề, mình sẽ quay chia sẻ các bạn là cách thay cái dây. Dây thì mình có, khi mà các bạn thay nước thì các bạn không có thay dây, thì một vài ngày sau đó thì cái lượng dây nó sẽ đóng cái tuyến màu vàng đó các bạn. Bạn nhìn xem trong cái buồng lươn của mình này. Đó, nó có một cái lượng màu vàng phèn nó bám vào cái sợi dây các bạn. Thì mình sẽ thay ha, khoảng 4-5 ngày mình sẽ thay một lần. Việc thay dây thì nó không khó gì các bạn ơi. Như thế này nè, mình mới vừa rút nước xong nè. Đó, bây giờ mình sẽ thay dây cho các bạn xem ha. Cái rút nước này thì mình lại có dây trước ha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy lươn. Đây, cái nguồn dây mới nè, cái nguồn dây này là nguồn dây mà cũ trong cái buồng lươn nè, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nguồn dây cũ. Các bạn cứ dán nó lên trên đây. Ha, các bạn dán lên. Đây. Đó. Rồi sao nữa, các bạn thấy nè, giữa cái nguồn lươn của mình trong cái bồn nè. Chưa? Bây giờ mình sẽ bỏ dây mới vô. Dây mới là cũng là dây của cái bồn trước đó ha, nhưng mà mình đã phơi khô. Đây. Cái nguồn dây mà mình phơi khô rồi đó các bạn thấy. Bỏ vào. Ha. Bỏ vào đây. Đó. Vì sao mình phải phơi khô các bạn? Tại vì cái nguồn vi khuẩn á, nó ở một cái môi trường nước thì nó sẽ sống được, nhưng mà khi môi trường khô là nó không sống được. Cho nên các bạn đưa nó về trong cái môi trường khô là nó sẽ bị chết ha, bị chết vi khuẩn. Đây, bây giờ mình bơm nước lên ha. Nước lên các bạn ha. Đó, bạn xối cho nó ướt cái cọng dây mà mình mới vừa, cái giá thể mình mới vừa bỏ vô đó. Rồi cái giá thể mới, cái giá thể cũ này nè, mình sẽ lấy ra. Đó, mình lấy ra mình phơi tiếp tục. Đó, các bạn. Thế mình cho một cái nơi nào đó mình phơi đi, mình phơi cho nó khô. Để nó bị ướt. Đó. Đây, những con lươn này thì mình lưu ý á, bởi vì mình nuôi không có lựa ra cho nên có con nhỏ, thậm chí cái lỗ mà mình khoan á, khoan cái lỗ 8 á các bạn, có một số con á, nó nhỏ, nó ốm á, đó là nó sẽ ra được cái đường này. Cho nên các bạn khoan lỗ là lúc ở lươn nhỏ là các bạn nên lưu ý là mình khoan cái lỗ nhỏ thôi, còn lúc lươn mình to bự ha, bự rồi thì mình lại khoan cái lỗ nó bự hơn cho nó thoát nước nhanh hơn. Đấy, bạn nhìn thấy không, lươn rất là đẹp luôn. Mình nuôi một bồn vậy là khoảng 400 con thôi các bạn, 400-500 thôi. Các bạn đừng có ham nuôi nhiều. Đó, nuôi nhiều thì nó nguy hiểm cao thôi các bạn. Nhưng mà các bạn thấy nếu mà mình xây cái hồ bể lớn này nè, mình nuôi 400 con. À, các bạn xây 10 bồn là các bạn được 4.000. Đó, mình nuôi lươn đồng nha. Mình nuôi lươn đồng các bạn.
đó, các bạn xây 10 bồn thì được 4.000 con. Như vậy thì một gia đình các bạn nuôi chỉ cần 20 bồn thôi, 20 bồn nhí như thế này nè. Đó, nếu mà các bạn xây bự hơn thì các bạn xây 10 bồn thôi, chỉ nhiêu đó thôi các bạn. Các bạn không cần phải xây chi cho nhiều, 20-30 bồn, 50-70 bồn đó, nuôi nhiêu đó thôi là các bạn là trong gia đình phát triển kinh tế gia đình của mình là được à. Không nhất thiết là các bạn phải xây thành trang trại hay gì, không cần thiết đâu các bạn. Mình nuôi này rồi xong đó mình còn đi làm cái công việc khác nữa các bạn. Ví dụ như mình mà có một cái nghề gì phụ đi ha, các bạn nuôi này, bởi vì cái nguồn này các bạn thấy thu là tới một năm ha, chọn một năm có nghĩa là các bạn thấy hai tháng mình trừ bỏ là mình thuần rồi mình tập ăn, còn lại 10 tháng các bạn nuôi là đúng 12 tháng là một năm đó, các bạn mới thu hoạch. Như vậy thì không thể nào mình ngồi mình đợi cái nguồn này để mà mình sinh sống được các bạn ha. Mình sẽ đi làm một cái công việc khác nữa đó, thì cái này tới cuối năm là các bạn thu hoạch nó thì các bạn có một số vốn nè đó. Cho nên mình nói là cái này là mình chỉ phù hợp cho những cái hộ mà mình nuôi gia đình ha, mình nuôi để mà kinh tế gia đình thôi. Các bạn cứ nuôi cứ bỏ đó vậy đó, tới cuối năm các bạn thu hoạch được một số vốn ăn Tết ha. Còn cái gì mình làm thì mình sẽ sinh sống hàng ngày các bạn. Thì đây là cũng là một trong những cái mô hình mà giúp cho cái hộ người nghèo ha, hộ mà mình thấy là kinh tế gia đình đó, để nó gọn hơn, nó không cần phải đi làm chuyện lớn gì hết ha. Chỉ cần như vậy thì các bạn thấy cũng là phát triển được trong cái hộ gia đình của mình. Bạn thấy con người này không? Rất là đẹp, gần thịt. Mình thì khoái nhất là cái nuôi lươn đồng thôi. Lươn đồng thì thật sự là nó vào vàng đẹp lắm. Còn nuôi lươn bán nhân tạo thì mình thấy nó màu nó không đẹp. Màu nó nâu. Nó màu nâu, màu hơi đen đen. Đó, từ đó thì mình thấy mình không thích. Không thích nuôi. Với lại mình cũng không có kinh nghiệm nhiều về cái lươn bán nhân tạo. Vừa rồi mình ép thì cũng ép lươn đồng luôn các bạn. Cho nên cái nguồn này của mình ở đây nè, mình quay cho các bạn xem. Các bạn hỏi mình là cái nguồn lươn đó đi đâu rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem mà bị chó ánh nắng. Nó ở đây đây. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó sống như lươn đồng nhìn vậy thôi. Đó, đó. Đó, nó không có khác gì lươn đồng hết trơn á các bạn ha. Tôi thả nó vô trong đây cho nó sống. Sống thay dây rồi cho nó ở dơ như là lươn đồng vậy thôi. Nó sống mà 2-3 ngày mới thay nước một lần. Chứ không phải như cái lươn kia mà các bạn thay liên tục đâu. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Nó nhiều lắm, nó ở trong dây nè các bạn. Tại vì nó tối quá mình nhìn. Đó. Nó không có lên được, nhất sáng này nó không có ngóc đầu lên đâu. Nó ở dưới dây hết. Đây nè, mình quay cận cảnh nè. Thậm chí đưa lên vậy là dính nó luôn đó. Không? Nó vẫn sống giờ giống sống 3-4 ngày mới thay nước một lần. Các bạn thấy chưa? Đây. Đó. Đây là mình giữ lại một bồn mình nuôi thôi, còn mấy cái kia mình chia cho mấy bạn hết rồi. Bây giờ để nuôi thử coi, nuôi thí nghiệm thử coi sao. Nhưng mà đầu năm nay thì tới này mình sẽ phát triển nhiều hơn. Mình làm sẽ cái mô hình sinh sản mà đặc biệt là bố mẹ là lươn đồng. Các bạn. Thì đó là một số ý mình nói thêm nữa là vấn đề chỗ dây ha các bạn. Khi các bạn phơi khô thì những cái nguồn vi khuẩn sống dưới nước á là nó sẽ bị chết, hoặc là nấm ha, nó sẽ bị chết. Cho nên các bạn thấy là có một cái tiện lợi là mình đem lên mình phơi xong cái mình thả xuống xong cái mình đem lên mình phơi nữa. Thì cái vi khuẩn mà sống ở dưới nước và sống trên bờ, hai cái loại này nó hai nguồn khác nhau. Khi các bạn phơi là nó sẽ chết ha. Khi mình thả xuống nước thì nó lại những cái con vi khuẩn khác nó bám vào. Chính vậy thì mình sẽ thay đổi cái môi trường như vậy thì con vi khuẩn nó sẽ không tồn tại được ha. Thì đó là một số ý mình chia sẻ với các bạn trong cái quá trình nuôi lươn. Mong sự đón nhận của các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.